đã có biết bao người ca ngợi sự giàu dạt bao la của đại dương muôn đời sóng vỗ với dương gian, nhưng đã có bao nhiêu người có tấm lòng mênh mông như biển cả? Phải chăng hoa hậu Bích Liên là đó hoa sen màu ngọc bích nổi lên giữa biển khơi, kết tinh trong mình sự mênh mông ấy? Nhành sen xanh ngọc ấy đã hòa với màu xanh của biển để dâng cho đời những bản hòa ca trầm lắng mà không kém phần lung linh huyền diệu giữa đời. Đó hoa sen màu ngọc bích đã được sinh ra trên miền biển phú quốc của Việt Nam, nơi tận cùng Tây Nam của Tổ quốc. Do đó, thiếu nữ Bích Liên đã tự nhiên mang trong mình vẻ đẹp mặn mà đầm thấm của biển trời nơi xứ đảo gió sương. Thời thơ ấu của Bích Liên đã phải hứng chịu nhiều cơn bão tố của cuộc đời. 11 tuổi, cô bé lọ lem đã mồ côi mẹ. Cuộc sống thật nhiều mất mát, thiệt thòi nơi biển đảo. Hoàn cảnh của Bích Liên thật ngậm ngùi và cay đắng. Nhưng trong ánh mắt tròn xoe của cô lóe lên nhiều mộng đẹp về ước mơ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cô đã quyết định rời khỏi đảo ngọc thân yêu, nơi đã tôi luyện cho cô nhiều bài học cuộc đời, và cũng đã trao tặng vẻ đẹp mặn mà say đắm của biển khơi, để rồi cô bước xuống tàu vượt biển ra đi tìm một niềm hy vọng mới cho cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Hành trình của tuổi thơ đã khép kín lại trong trái tim còn non nớt và chưa biết thù hận giữa những bão táp phong ba ngoài trùng khơi mênh mang sóng nước. Phải đối mặt với những hiểm nguy để chiến thắng tử thần trên mặt biển lênh đênh ấy, cuối cùng Bích Liên cũng đến được miền đất hứa để thực hiện ước mơ tươi đẹp của mình. Tới đây chúng ta thật thán phục lòng dũng cảm, ý chí kiên cường vượt khó của thiếu nữ Bích Liên năm xưa. Hai bàn tay trắng lênh đênh trên biển cả bao la với biết bao vất vả lo toan cho cuộc sống, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Bích Liên vẫn ước mơ và hăng say học tập, nỗ lực và làm việc để xây dựng tương lai tươi sáng của mình. Thật thấm thía biết bao về những đức tính vô cùng quý giá của người con gái Việt Nam thọ ấy, mà Bích Liên là một nhân vật điển hình. Tuy cuộc sống vất vả với rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng vẻ đẹp hình thức lẫn tâm hồn của người con gái biển đảo vẫn giàu dạt và căng tràn nhựa sống. Cô có vẻ đẹp đầm thấm, dịu dàng, đầy quyến rũ và cũng không kém phần sắc sảo tinh khôi. Chính điều đó đã thôi thúc cho cô khoe sắc thắm trên diễn đàn sắc đẹp của tiểu bang. Bích Liên đã đăng quang Hoa hậu áo dài năm 1986. Cuộc đời cô sang trang từ thuở ấy, Bích Liên đã chọn ngành thẩm mỹ theo học và thỏa sức sáng tạo, dần dần trở thành một chuyên gia về sắc đẹp, ngày càng nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Năm 1996, Bích Liên trở thành Hoa hậu Việt Nam tại hải ngoại. Năm 2004, cô trở thành Hoa hậu Phu Nhân. Năm 2006, Bích Liên đăng quang Hoa hậu Công Nương Á Châu. Và năm 2012, cô đăng quang ngôi vị cao nhất trong hành trình chinh phục sắc đẹp của mình, đó là Hoa hậu Phu Nhân Á Châu toàn cầu, trở thành người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam chiến thắng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Bích Liên cũng chính là đại sứ sắc đẹp và là chủ khảo của nhiều cuộc thi danh giá. Không chỉ thành công trên lĩnh vực nghệ thuật, Bích Liên còn là nhà sáng lập ra hệ thống công ty Evidence Cosmetics, BL Medical, Dược thảo EV, Bích Liên Charity Foundation, tham gia vào nhiều hoạt động chính trị xã hội từ thiện khắp nơi trên thế giới. Sự thành công ấy đã đến cả hai đời Tổng thống Mỹ còn phải vinh danh và vô cùng khen ngợi. Hơn hết, đó chính là sự ái mộ của công chúng. Khách hàng đã có thật nhiều hạnh phúc đến từ Hoa hậu Bích Liên. Nói chung, chuyện thành công của Hoa hậu Bích Liên dài như sông và rộng sâu như biển cả. Tấm lòng từ thiện của cô đã lan tỏa khắp muôn nơi. Người đời ca ngợi cô là Hoa hậu từ thiện, thiên thần của những người bất hạnh, là cô tiên trong truyện cổ tích, là tiên Nga ở cung trăng. Có lẽ tuổi thơ cơ cực đã tạo ra trái tim nhân ái, tấm lòng bao la như biển ở nơi cô. Và với bao thăng trầm của cuộc sống, như những con sóng biển nhấp nhô lên xuống, lúc cao trào dữ dội, lúc thì lại hiền hòa, trời thì hết ngày rồi lại đêm, bầu trời lúc trong xanh khi thì xám xịt, người trẻ rồi sẽ già, lúc khỏe mạnh khi thì đau ốm, của cải có rồi thì cũng mất đi, tình yêu mặn nồng thì cũng có ngày phai nhạt.
Hoa có đẹp đến đâu thì cũng có ngày tàn lụi. Không thể kể hết sự vô thường của cuộc đời. Được mất thế gian là đạo lý muôn đời, là quy luật của vũ trụ. Hạnh phúc trong đời là cái gì mà sao người ta không bao giờ tìm thấy nó một cách thực sự? Để rồi thấm thoát thoi đưa chợt đã già mà ta cũng chưa có được sự hạnh phúc vĩnh hằng. Người ơi, có hiểu dùm chăng, hay là chỉ mơ hồ ảo mộng, theo dòng đời con tạo cuốn trôi, cũng như những con sóng ngoài đại dương ồ ạt kéo vào bờ rồi cũng cuốn đi tích tắc. Hơn ai hết, Hoa hậu Bích Liên là người thấm thía nhất cái vô thường, sự hạnh phúc và khổ đau. Qua những chuyến từ thiện ở chùa chiền, qua những gì cô đã nhìn và nghe thấy, cùng với rất nhiều sự chiêm nghiệm lẽ đời huyễn hoặc, giả tạm phù du, thì đóa hoa sen màu ngọc bích năm xưa đã thay bằng đóa hoa sen của lòng từ bi và trí tuệ. Cũng chính vì sự giác ngộ đó mà nữ hoàng sắc đẹp Bích Liên đã giả từ tất cả để ra đi tầm sư học đạo, nương vào chân lý nhiệm màu của Đức Phật mà tu hành đến ngày thành chánh quả, để cứu độ bao kiếp người đang bị đọa đày mà không hề hay biết. Trong cuộc đời người trắng tay mà trở nên thành đạt đã khó, người thành đạt mà biết bố thí sẻ chia thì rất khó. Người có tất cả mà giả từ cung vàng địa ngọc để xuất gia thì vô cùng hiếm hoi. Chỉ có những bậc Bồ Tát tu hành nhiều kiếp mới có tâm như thế. Hiện tượng có hậu Bích Liên thì xưa nay hiếm. Cô cũng như Thái tử Tất Đạt Đa, công chúa Diệu Thiện, vua Trần Nhân Tông ngày xưa cũng ra đi như thế. Cũng chính vì nghĩa cử đó mà họ đi vào huyền thoại của thế gian, rồi ai ai cũng vô cùng nể phục. Những người đã biết đến Hoa hậu Bích Liên sẽ dùng lòng đại bi mà hiểu cho sự ra đi của cô, và biết bao giọt nước mắt xúc động tuôn rơi thương tiếc cho Elizabeth Võ đã một thời vang bóng, nay tìm về với chân lý và giác ngộ. Hoa hậu Bích Liên sinh ra ở biển đảo rồi bôn ba khắp bốn bể năm châu để tìm hạnh phúc cho mình và mọi người. Nhưng cái mà cô tìm được cũng chỉ là cái hạnh phúc vật chất đời thường. Và cô đã kịp nhận ra chính sự từ bỏ và đi tu mới là cái hạnh phúc thực sự. Chỉ có sự giác ngộ chân lý của đạo giải thoát mới chính là cái hạnh phúc mà trong sâu thẳm trái tim cô rình tìm hơn nửa thế kỷ của cuộc đời. Cô đã tìm về vùng biển Phan Thiết để xuất gia và sống cuộc đời thanh sạch, giải thoát, an lạc tâm hồn mình. Quả thật là chuyện cuộc đời, nếu đã bắt đầu từ biển khơi rồi cũng trở về biển cả, đến từ cát bụi thì theo thời gian cũng về nơi cát bụi. Câu chuyện của Hoa hậu Bích Liên là một thiên sử thi huyền thoại của dương gian. Chúng ta hãy chúc mừng Hoa hậu Bích Liên đã tìm ra bến đỗ thực sự cho tâm hồn mình. Hãy cảm thông và nâng niu những gì mà Hoa hậu Bích Liên đã dâng hiến cho đời, cũng như đó hoa sen mà ngọc bích của đại dương vẫn thấm tươi tình biển lớn. Và có lẽ trong cuộc đời này sẽ không có một đóa hoa sen màu ngọc bích tương tự. Xin chúc đóa hoa sen ấy mãi mãi lung linh trên lòng biển bao la bất tận.